Mến chào quý phụ huynh cùng các em học sinh. Hôm nay, Tiểu học Thật Hay sẽ tiếp tục đồng hành với các em qua tiết luyện từ và câu lớp 5. Các em thân mến, ở các tiết trước, chúng ta đã biết trong tiếng Việt có hiện tượng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa nhau. Trong tiết học hôm nay, chúng mình cùng tìm hiểu một hiện tượng khác của từ tiếng Việt nữa qua bài học từ đồng âm. Bài học hôm nay giúp các em hiểu thế nào là từ đồng âm, biết phân biệt nghĩa của từ đồng âm, đặt được câu để phân biệt các từ đồng âm, bước đầu hiểu tác dụng của từ đồng âm qua mẫu chuyện vui và câu đố. Để học tốt bài này, các em cần chuẩn bị cho cô sách giáo khoa tiếng Việt 5 tập 1, vở bài tập và viết nhé. Nào, bây giờ cô trò mình cùng tìm hiểu thế nào là từ đồng âm qua phần nhận xét sau. Nhận xét thứ nhất, đọc các câu sau đây. A. Ông ngồi câu cá. B. Đoạn văn này có 5 câu. Trong hai câu này có từ nào phát âm giống nhau vậy các em? Trong hai câu này thì chúng ta thấy có từ câu phát âm giống nhau. Hai từ này phát âm giống nhau, vậy nghĩa của nó có giống nhau không? Các em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi ở bài tập 2 nhé. Đây là yêu cầu của bài tập 2. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của mỗi từ câu ở bài tập 1? Dòng thứ nhất, câu có nghĩa là bắt cá tôm bằng móc sắt nhỏ, thường có mồi buộc ở đầu một sợi dây. Dòng thứ hai, câu là đơn vị của lời nói diễn đạt một ý trọn vẹn trên văn bản, được mở đầu bằng một chữ cái viết hoa và kết thúc bằng một dấu ngắt câu. Như vậy các em sẽ lựa chọn hai dòng này, dòng nào là nghĩa của từ câu ở câu A và dòng nào là nghĩa của từ câu ở câu B. Nào, các em hãy làm bài tập đi. Cô nghĩ các em đã có câu trả lời rồi đúng không? Bây giờ cô trò mình cùng trả lời câu hỏi nhé. Với câu A, ông ngồi câu cá, thì từ câu chúng ta sẽ chọn đó là dòng nào đây các em? Câu cá, đây là một cái hành động bắt cá tôm bằng móc sắt nhỏ, thường có mồi buộc ở đầu một sợi dây. Như vậy chúng ta sẽ chọn ý này để nêu nghĩa của từ câu. Trong câu ông ngồi câu cá, câu B đoạn văn này có 5 câu, thì chúng ta sẽ chọn đó là câu là đơn vị của lời nói diễn đạt một ý trọn vẹn trên văn bản, được mở đầu bằng một chữ cái viết hoa và kết thúc bằng một dấu ngắt câu. Như vậy các em thấy hai từ câu ở bài tập 1 phát âm hoàn toàn giống nhau, nhưng nghĩa thì hoàn toàn khác nhau, đúng không nào? Và những từ như thế được gọi là từ đồng âm đấy các em. Vậy thế nào là từ đồng âm? Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa. Những từ như thế người ta gọi là từ đồng âm, và đây chính là nội dung mà các em cần ghi nhớ. Chúng ta đã biết thế nào là từ đồng âm. Để giúp các em nắm vững kiến thức về từ đồng âm, cô trò mình cùng sang phần luyện tập. Bài tập 1 với yêu cầu phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ sau. A là có cụm từ cánh đồng, tượng đồng, 1.000 đồng. B, cụm từ hòn đá, đá bóng. C, cụm từ ba và má và 3 tuổi. Như vậy các em hãy suy nghĩ và ghi vào giở nghĩa của từ đồng âm trong từng câu nhé. Nào, bây giờ chúng ta hãy làm bài vào giở đi các em. Cô nghĩ các em đã thực hiện xong. Bây giờ hãy cùng cô phân biệt nghĩa nhé. Với câu A, các cụm từ cánh đồng, tượng đồng 1.000 đồng. Thì chúng ta thấy từ đồng âm đó chính là đồng. Thứ nhất là cánh đồng, đây là hình ảnh cánh đồng. Và các em thấy từ đồng trong cánh đồng để chỉ là khoảng đất rộng và bằng phẳng dùng để cày cấy trồng trọt. Còn từ đồng trong tượng đồng, đây là hình ảnh những tượng đồng. Thì đồng trong tượng đồng là kim loại có màu đỏ, dễ dát mỏng và kéo sợi, thường dùng làm dây điện và hợp kim. Còn từ đồng trong 1.000 đồng thì đồng là đơn vị tiền tệ Việt Nam. Như vậy các em thấy là ba từ đồng âm đồng thì nghĩa của nó hoàn toàn khác nhau, đọc giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ở câu B, cụm từ hòn đá, đá bóng. Thì hòn đá, từ đá, trong hòn đá thì đá chính là chất rắn cấu tạo nên vỏ trái đất, kết thành từng tảng từng hòn. Đây là hình ảnh những hòn đá. Còn đá bóng, từ đá, trong đá bóng, đây là chỉ hành động đưa nhanh chân và hất mạnh bóng cho ra xa hoặc đưa vào khung thành đối phương. Đây là hình ảnh là hành động đá bóng. Như vậy hai từ này đọc giống nhau và nghĩa của nó thì cũng hoàn toàn khác nhau. Và ở câu C, cụm từ ba và má và 3 tuổi. Như vậy chúng ta thấy là trong cụm từ ba và má, từ ba có nghĩa là chỉ người sinh ra và nuôi dưỡng mình là ba của mình. Còn cụm từ 3 tuổi thì 3 trong cụm từ này chính là số tiếp theo, số 2 trong dãy số tự nhiên. Như vậy các em thấy là các từ đồng âm này phát âm thì hoàn toàn giống nhau, nhưng mà mỗi từ thì có nghĩa hoàn toàn khác nhau, phải không các em? Các em có làm đúng hết các bài tập lúc nãy không? Nếu em nào chưa đúng hãy sửa lại cho đúng nhé. Các em đã phân biệt được nghĩa của một số từ đồng âm. Tiếp theo cô mời các em sẽ đặt câu để phân biệt các từ đồng âm qua bài tập 2. Bài tập 2 yêu cầu chúng ta đặt câu để phân biệt các từ đồng âm bàn, cờ, nước. Để làm được bài tập này các em phải làm gì? Chúng ta phải phân biệt được nghĩa của từ đồng âm đã cho, rồi đặt câu để làm rõ nghĩa của chúng. Như vậy mỗi từ chúng ta sẽ đặt 2 câu nhé các em. Nào bây giờ các em hãy làm vào vở nhé. Và lưu ý là chúng ta đặt câu, chúng ta phải chú ý cái lỗi chính tả. Đầu câu phải viết hoa và cuối câu phải có dấu chấm. Và câu thì phải rõ nghĩa nhé các em. Các em đã hoàn thành rồi đúng không? Sau đây cô mời các em tham khảo một số ví dụ về cách đặt câu nhé. Ví dụ như với từ bàn thì chúng ta có thể đặt câu là vua tôi đang bàn việc nước. Bàn ở đây nghĩa của nó chính là bàn bạc, thảo luận. Và câu thứ hai, trên bàn có một lọ hoa. Bàn trong câu này chính là bàn ghế. Với từ cờ, chúng ta có thể đặt câu là nhà nhà treo cờ mừng ngày quốc khánh. Cờ trong trường hợp này là chỉ lá cờ. Câu thứ hai, đây là một nước cờ rất hay. Cờ trong câu này chính là nói về một ván cờ. Với từ nước, chúng ta có thể đặt câu nước suối trong leo lẻo. Nước trong câu này chính là dòng nước, chỉ dòng nước. Và câu thứ hai, nước mất nhà tan. Nước trong câu này để chỉ là đất nước. Các em đã biết đặt câu để phân biệt các từ đồng âm rồi. Tiếp theo cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu tác dụng của từ đồng âm qua mẫu chuyện vui ở bài tập 3 sau đây. Bài tập 3 yêu cầu chúng ta đọc mẫu chuyện vui dưới đây và cho biết vì sao Nam tưởng ba mình đã chuyển sang làm việc tại ngân hàng. Câu chuyện vui có tựa đề là Tiền Tiêu. Nào, cô trò mình cùng đọc nhé. Nam: Cậu biết không, ba mình mới chuyển sang ngân hàng làm việc đấy. Bắc: Sao cậu bảo ba cậu là bộ đội? Nam: Đúng rồi, thư trước ba mình báo tin ba đang ở hải đảo, nhưng thư này ba mình nói là ba mình đang giữ tiền tiêu cho tổ quốc. Như vậy, vì sao Nam tưởng ba mình đã chuyển sang làm việc tại ngân hàng vậy các em? Vì Nam nhầm lẫn nghĩa của từ đồng âm, đó là tiền tiêu, đúng không nào? Ở đây ba Nam muốn nói là ba Nam đang giữ một vị trí quan trọng, nơi có bố trí canh gác ở phía trước khu vực trú quân hướng về phía địch. Nơi đó người ta gọi là tiền tiêu. Đây là hình ảnh nè các em. Đây là hình ảnh là chiến sĩ ta nắm chắc tay súng canh giữ nơi tiền tiêu của tổ quốc đó các em. Nhưng mà bạn Nam lại hiểu là tiền tiêu ở đây là tiền để tiêu xài. Như vậy qua mẫu chuyện vui này, các em hãy nhớ cần phân biệt đúng nghĩa của từ đồng âm để hiểu đúng nghĩa câu văn các em nhé. Tiếp theo cô có hai câu đố, các em hãy giúp cô giải đáp hai câu đố có liên quan đến từ đồng âm nhé. Câu thứ nhất: Trùng trục như con chó thui, chín mắt, chín mũi, chín đuôi, chín đầu. Đố các em là con gì? Trong trường hợp này, chín mắt, chín mũi, chín đuôi, chín đầu đó chính là con chó thui, đúng không nào các em? Chín ở đây có nghĩa là nấu chín chứ không phải là số 9, cho nên là mình phải hiểu đó chính là con chó thui. Câu đố thứ hai: Hai cây cùng có một tên, cây xòe mặt nước, cây trên chiến trường. Cây này bảo vệ quê hương, cây kia hoa nở soi gương mặt hồ. Đố các em là cây gì? Cây gì mà hai cây cùng có một tên, nhưng mà một cây thì ở mặt nước và một cây trên chiến trường. Như vậy chúng ta liên tưởng đến gì đây các em? Trên chiến trường thì là cây súng, và cây xòe mặt nước mà để có cùng tên với cây súng đó chính là cây hòa súng. Như vậy đáp án của chúng ta đó chính là cây hòa súng và khẩu súng hay là cây súng. Như vậy các em thấy nếu phân biệt được nghĩa của từ đồng âm thì các em vận dụng vào viết văn sẽ làm câu văn của mình thêm phong phú, phải không các em? Cô trò mình đã hoàn thành xong nội dung bài học hôm nay rồi đó các em. Ở nhà các em hãy học thuộc, ghi nhớ về từ đồng âm. Làm các bài tập vừa học dưới phần mô tả có bài tập củng cố tuần 5. Các em nhớ tham gia nhé. Tiết học của chúng mình đến đây là hết rồi. Nếu các em muốn có thêm những bài học thú vị khác thì hãy đăng ký, like và chia sẻ kênh Tiểu học Thật Hay nhé. Hẹn gặp lại các em. Mến chào tạm biệt.